Vâng, xin chào bà con và các bạn nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc nha. Chào bà con. Hôm nay anh em tôi sẽ làm một cái video là hướng dẫn cho bà con kiểm tra ong không cần phải bình phun nước mà không cần bình xịt khói. Hay là nhiều người bây giờ bà con là cái thắc mắc là kiểm tra ong như thế nào cho nó khỏi đốt. Thế thì tất cả nhiều các kênh YouTube là chưa có một kênh nào hướng dẫn cho bà con là dùng bình nước xịt. Và cách xịt thế nào thì tôi hướng dẫn cụ thể. Thế là chúng ta sẽ không bình khói nhá. Và dùng bình xịt nước mùa này nó rất lợi là ta lại điều hòa trong đàn ong. Đàn ong rất mát mẻ. Biện pháp là chưa ai làm. Một thứ hai nữa là tôi làm rất tiện là cái đàn ong của tôi đặt thấp mà nó không hại, mà tôi là có ghế ngồi. Đấy, thì tôi làm đầu tiên hướng dẫn cho bà con đây nhá. Thế thì cái vùng núi chúng tôi đây đấy. Đêm mưa ngày nắng mà tôi chạy nhà tôi thì mới quay ong hôm mùng 5 và ngày mùng 5 và ngày mùng 6, tôi quay 2 ngày thì hôm nay mới là mùng mấy nhỉ? Nay mùng 9. Và cái đêm mưa ao chuông thì tôi nó đầy hết cái nước rồi. Đêm mưa ngày nắng trời bây giờ đang 2 giờ nhưng chiều rất mát, ngày này rất mát mẻ. Ong đi làm về rất là nhiều mật nhá. Thì tôi dự kiến là chỉ trong vòng đến ngày thứ 8 là tôi sẽ quay vòng thứ 4. Thứ 8 vòng 4. Thế thì hôm nay tôi kiểm tra và cái cách để giãn cầu ra để mà nâng cái bánh tổ mật tôi rộng ra thì tôi lại nâng dần. Hôm nay trực tiếp tôi làm cái hướng dẫn cho bà con nhé. Vâng, bây giờ là tôi sẽ làm này. Vâng, có chú Hải sang cùng cái hỗ trợ với tôi là nhà chú gần đây là tôi làm cái video, hai anh em cùng học tập và trao đổi lẫn nhau và có người cầm máy thì tôi sẽ làm cho bà con theo thao tác dễ hơn. Thì chú cầm máy đi. Chú quay thao tác này. Quay mình lên. Cái làm đi. Đây cho bà con nhé. Thì hướng dẫn cho bà con là kiểm tra ong như người đi chơi vậy thôi, rất dễ. Kiểm tra hàng chạy ong thì rất là đồng đỉnh. Bà con sẽ bỏ qua cái bình xịt khói nhá, mà sẽ dùng cái bình nước này. Bình này bình nước trong sạch. Đấy, trong sạch. Đấy, đây. Bình này nửa lít thì ta kiểm tra được trong vòng khoảng 15 thùng thì hết cái bình này thì ta lại lấy một thùng khác. Mùa hè là kiểm tra cái bình xịt nước này rất lợi là ta điều hòa. Nước trong đàn ong rất mát. Bây giờ bà con kiểm tra, tôi xem tôi kiểm tra nhé. Đây ạ. Tôi có một cái ghế ngồi. Quay ghế ngồi. Tôi có một cái ghế ngồi ngang tầm với đàn ong. Thì kiểm tra người cao tuổi như tôi là không bao giờ đau lưng nhé. Kể cả các bạn trẻ cũng thế. Làm hình thức này không bị đau lưng, kiểm tra ong cả ngày cũng được. Thế thì mục đích của tôi là kiểm tra làm cái gì? Mục đích của tôi kiểm tra nay là đến ngày thứ 5 rồi. Người ta đã, tôi đã bỏ cầu và dịch trước dần ra để bánh tổ cây nới dần. Cây nới dần ra. Thì bước mở ra để bà con xem này. Mở này. Thì mở ra nắp thùng ong của tôi qua rộng có cẩm nang. Là tôi đã tách trước và đã điều chỉnh được 2 lần rồi nhé. Bây giờ tôi xem là bầu mật nó rộng chưa và còn có năng dịch được nữa hay không. Và tôi kiểm tra tiếp và đến bao giờ quay mặt. Và xem mũ chúa có làm không. Đấy là cái mục đích kiểm tra. Muốn xem kiểm tra là có mục đích. Thì bên ruột bên trong tôi đã nắn rồi. Đấy bà con xem này. Đây là đàn ba cầu nhé, tôi đã duy trì đàn ba cầu rồi. Trước khi ta mở ra thì cái đà nắp ong có quần ta chụp xuống đất. Đây là tôi đã dịch thước hai lần, nhấc thước là một lần rồi. Nhấc thước là một lần thì đến nay là lần thứ ba dịch tiếp theo, ta xem này. Trước tiên ta xịt đã, bà con xem gì. Ta xịt nhá, không cần dùng bình xịt khói nhá. Một con nào nó đã châm vào tay thì ta xịt luôn vào tay để cho nó bớt cái mùi nọc đi. Ta xoa xoa nước này là nó cũng không hăng cái mùi nọc, không kích thích nhau nữa. Đấy bà con, tôi xịt đã tự xuống này, xịt tất cả đây, nâng nhẹ từng cầu này, kiểm tra xem mật nhiều thế nào. Nay là ngày thứ năm mà kích thước như này tôi đã dịch ra là chú đoán tôi kích thước dịch được bao nhiêu rồi. Cái này thì hơn 2 phần rồi. Không, phần 2 thôi, phần rưỡi. Chỗ đấy phải gần 2 phần rồi. Gần 2 phần rồi. Bà nhìn thấy, bà con nhìn thấy mật ong cây nới chưa ạ? Đấy. Đấy, xịt nước đàn ong im re, không bay nhá. Vẫn còn nhiều, phấn ngô vẫn là nhiều. Mật ong đang vít nắp. Bà
bà con sợ nó loạn soạn lên, tại chỉ cho tiếp đi nữa, không bao giờ đốt. Cái nước này rất tác dụng ở chỗ là làm mát trong nhá, nhưng mùa đông bà con sẽ hạn chế xịt nước, mùa hè rất tác dụng là mát trong. Bà con đừng xịt khói nhá, xịt khói toán loạn đàn ong nó mất. Đây là chú tơ đang nở tất cả ba bánh tổ đây. Đây đang cây nối ạ, vậy cầu hai đang cây nối. Ta xem cầu trong cùng nhá. Cầu này nó phồng á. Đấy, cầu này phồng rất nhiều rồi. Cầu này đã hết độ dịch rồi. Phồng là phồng ra ngoài phải chiều ngang rồi. Nửa phần đây thì rộng nhìn. Đấy, đây tự bà con phán đoán. Đấy, tự bà con phán đoán dùng bao nhiêu. Còn cầu của tôi là 2/8 rồi. Còn đấy, ngoài ra 2/8 bên ngoài này nó phải trượt 4 phần. Đấy. Thì cầu giữa vừa xong. Nó chưa vít thì ta đổi. Đổi vào giữa. Và trong cùng tiếp tục là cái cầu thứ hai, còn cầu đầy quá rồi thì ta cho ra ngoài cùng. Hôm nay tôi dịch bước này là bước cuối cùng nhé bà con nhé, dịch bước cuối cùng, khi nào cầu trong nó vít nắp đầy này ta quay đấy. Dịch này là cái này phải 2/2 rồi đây này. Đấy, phải tầm đấy, hơn 2 phân rồi. Xong rồi đàn vào ong im re. Kiểm tra một cách rất nhàn. Ong không loạn xạ, không bị đốt. Thì chưa có kênh YouTube nào hướng dẫn bà con làm cái này. Đây là cái chia sẻ cho bà con một cái kinh nghiệm của tôi nhiều năm khi là tôi sử dụng bằng bình xịt nước. Sau đó tôi đậy lại. Cái quân ta chụp xuống, không để ngửa nó bay đón xạ, nó chụp xuống thì đâu vào đấy tao lại đây lại. Thế là tôi kiểm tra hoàn chỉnh đàn ong không dùng khói nhá. Ta kiểm tra đàn thứ hai nhá. Đàn này đàn 8 này, kiểm tra đàn 8. Giờ ta kiểm tra cái đàn là B6. Tư thế tôi lại ngồi thế này, bà con thấy nhà đó. Và vẫn phải có bình xịt nước và có cái bút để ghi chép. Tiếp tục mở ra. Đàn nó bay mấy cái ghi chép rồi. Từ đấy rồi. Gió bay rồi. Gió bay nhưng mà tôi vẫn nhớ cái đàn này là cũng thay chúa xong rồi. Kể cả là có còn ghi chép cũng không cần thiết nữa. Vì có thay hết chúa rồi. Mẹ cái này mẹ sẽ xây. Mẹ kỉnh. Bà con nhìn xem này. Làm mấy rồi? Ta lại chụp xuống thế này nhá. Đây chụp. Chụp xuống thế này để cho ăn một chỗ nắp không ra. Đây, quay vòng quanh sơ bộ cái đàn này. Đấy. Đàn này cũng ba cầu. Chúa tơ đẻ rồi. Tôi lại tiếp tục cái động tác xịt nước. Cho bà con xem xịt nước đi. Mùa hè cứ xịt nước thoải mái không tốt, thì rất tốt nhá. Không cần bị xịt khói như này đâu con nhá. Xịt khói là bị xáo trộn đàn ong. Đấy, ta lại thò tay và nâng thoải mái. Con nào mà đốt cái con này vừa đốt ở đầu ngón tay lúc đấy tôi do tôi cầm. Người ta sẽ xịt nước cho loãng ra. Rửa được chất độc luôn. À, thì không còn mùi nọc nữa, hết sự kích thích. Đà này thì chưa viết nắp hoàn toàn. Đà này cũng đang viết nắp, hôm nay kích thước dày. Thì ta xem độ viết nắp thế nào. Đây chú tơ đây bà con này, chú tơ đang đẻ đây. Quay cho bà con chú tư đấy, cắn đít đẻ. Bà con nhìn chú tư đẻ chưa? Đấy, chú tư đấy. Tôi đã thay hết loạt chú tư rồi bà con nhé. Hầu như gần hết, chỉ còn khoảng vài đàn thôi thì là tôi sẽ thu gom cũng chúa và tổng kết thay cho cái tháng này. Đàn này đang vít nắp thì chưa vít nắp hẳn thì ta sẽ là cây nới tiếp nhé. Đàn này cũng thế. Ừ, cũng nặng lắm rồi. Hôm nay ta dịch ra một ít nữa. Hôm qua nó như thế này. Hôm nay ta dịch thế này. Không được dịch thế này nhá. Dịch vội quá là ong xây lưỡi mèo. Ta chỉ dịch với cái tầm độ khoảng 2 thước. Sau khi đã viết nắp là vừa phải. Vừa phải để chống ong xây lưỡi mèo. Xong vài hôm sau, 3-4 ngày sau ta dịch thêm một bước này nữa.
khi nào vít nát trắng là kích thước là hoàn chỉnh. Đấy, thì hôm nay tôi dịch ở kích thước này. Đấy. Đã kiểm tra xong. Và đàn này chú Tư đẻ thì không sợ đến cái việc là đắp mũ chúa nữa. Đàn này không sợ đắp mũ chúa mà ta vẫn không được chủ quan, vẫn kiểm tra thường xuyên. Đấy, không cần phải khói nhá. Ta thích xịt qua cho tí thì xịt. Xịt để tăng thêm cái độ ẩm của mùa hè, chống nóng càng tốt. Phun khói thì rất hại cho đàn ong bà con nhé. Tôi lại đặt nắp vào đi. Nắp nâng ra để tôi thế úp. Tôi đẩy lại. Vâng, thế là tôi đã hướng dẫn xong cho bà con cái cách mà kiểm tra ong ở tư thế ngồi, có ghế và có bình xịt nước, không cần thổi khói. Đàn ong kiểm tra đàn ong toàn trạng cũng không bị đốt, là không bị đốt, rất nhàn bà con nhé. Thế hôm nay tôi hướng dẫn cho bà con kiểm tra ong bằng phương pháp bình xịt nước, không cần bình xịt khói, để đảm bảo an toàn cho đàn ong và làm mát cho đàn ong luôn. Vâng, bà con thấy hay thì chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Xin chào.